giải mã tình trạng thiếu căn hộ cao cấp tại sân bay quốc tế Long Thành trong thời gian tới. Sân bay quốc tế Long Thành lớn nhất Đông Nam Á hoạt động vào năm 2026. Giai đoạn 1 cần khoảng 14.000 lao động làm việc tại sân bay và hàng ngàn lao động phục vụ cho logistics. Cùng với đó là các cơ sở hạ tầng, các tuyến đường cao tốc kết nối đến sân bay được triển khai một cách rầm rộ trong thời gian vừa qua. Viator City, một dự án căn hộ cao cấp đầu tiên tại sân bay quốc tế Long Thành, được bình chọn và vinh danh top 10 dự án đô thị nhà ở tiềm năng nhất 2024 bởi tạp chí điện tử bất động sản Việt Nam Real Time. Với thiết kế căn hộ theo phong cách Home and Resort, số lượng căn hộ giới hạn, pháp lý chuẩn chỉnh. Ngay mặt tiền đại lộ Tôn Đức Thắng và nằm trong khu dân cư hiện hữu gần 10 hectare, khi ra mắt Viator City đã thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm. Chúng ta của hiện tại, hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận thông tin và tham quan dự án.